Ngay sau khi trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng, ông Donald Trump đã chọn thượng nghị sĩ trẻ của tiểu bang Ohio J.D. Vance làm người liên danh tranh cử vị trí phó tổng thống. Điều đáng chú ý là trước khi quyết định trở thành phó tướng của ông Trump, thượng nghị sĩ này đã từng nhiều lần chỉ trích cựu tổng thống. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, ông Vance đã rất tận tâm tận lực hậu thuẫn cho cựu tổng thống và mới đây nhất, sau vụ ứng viên Đảng Cộng Hòa suýt bị ám sát ở Florida, ông J.D. Vance đã lên tiếng ca ngợi tinh thần tích cực của ông Trump. J.D. Vance đăng trên mạng xã hội X vào ngày 15 tháng 9 năm 2024. Tôi mừng vì cựu Tổng thống Trump vẫn an toàn, tôi đã trò chuyện với ông ấy trước khi thông tin được công bố và thật đáng kinh ngạc là ông ấy vẫn giữ tinh thần tích cực. Trước đó, các mật vụ bảo vệ ông Trump trên sân golf Trump International ở West Palm Beach phát hiện nòng súng nhô ra khỏi hàng rào cách cựu Tổng thống khoảng 275-460m và lập tức bắn ít nhất 4 phát về phía nghi phạm. Nghi phạm bỏ lại một khẩu súng kiểu AK-47 có kính ngắm ba lô cùng với máy quay GoPro. FBI gọi đây là âm mưu ám sát và đã bắt kẻ tấn công trên xa lộ 95 sau khi ông ta bỏ trốn bằng ô tô. Ông Vance nêu thêm, vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết trong sự việc này, nhưng tối nay tôi sẽ ôm chặt các con mình hơn và cầu nguyện để bày tỏ lòng biết ơn. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Elise Stefanik, thành viên cấp cao của đảng này tại Hạ viện, cảm ơn lực lượng hành pháp vì đã hành động kịp thời, song cũng đặt câu hỏi về vụ việc. Bà cho hay, chúng ta phải tự hỏi làm cách nào mà sát thủ có thể tiếp cận cựu Tổng thống Trump gần như vậy thêm một lần nữa. Vẫn chưa có câu trả lời cho vụ ám sát hụt kinh hoàng ở Pennsylvania và chúng tôi hy vọng sẽ có lời giải thích rõ ràng về những gì đã xảy ra hôm nay ở Florida. Thống đốc Florida Ron DeSantis, người đảng Cộng hòa cho biết bang sẽ tiến hành cuộc điều tra riêng. Ông đăng trên X, người dân xứng đáng được biết sự thật về kẻ tấn công và cách hắn có thể tiếp cận cựu Tổng thống kiêm ứng viên Đảng Cộng Hòa. Danh tính và động cơ của nghi phạm chưa được công bố, nhưng truyền thông Mỹ đưa tin người này là Ryan Westlado, 58 tuổi, đến từ bang Hawaii. Đều có quá khứ bất hảo và là người ủng hộ nhiệt tình cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông Trump nhanh chóng lên tiếng trấn an người ủng hộ. Tôi an toàn và mạnh khỏe, ứng viên Đảng Cộng Hòa viết trong thư điện tử gửi những nhà tài trợ chiến dịch. Không gì có thể cản bước tiến của tôi sẽ không bao giờ đầu hàng. Cựu Tổng thống Mỹ từng bị ám sát hụt khi vận động tranh cử ở Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7 năm 2024 và bị thương ở vành tay. Nghi phạm Thomas Matthew Crooks bị đội bắn tỉa của mật vụ Mỹ bắn hạ khoảng 20 giây sau đó. Nhưng việc tay súng có thể bắn 6 phát liên tiếp về phía cựu Tổng thống trước khi lực lượng tại hiện trường kịp phản ứng làm dấy lên câu hỏi về quy trình bảo vệ an ninh cho ông Trump. Kimberly Chidley, giám đốc sở mật vụ khi đó, đã từ chức và ít nhất 5 đặc vụ cũng bị đình chỉ. Chidley thừa nhận đây là thất bại lớn nhất của cơ quan này kể từ vụ Tổng thống Ronald Reagan bị bắn vào năm 1981. Sau màn hết lời ca ngợi mà J.D. Vance dành cho ứng viên của Đảng Cộng Hòa, dường như Trump đã có thêm động lực để tiếp tục chiến dịch tranh cử của mình. Chỉ sau một ngày khi sự kiện xảy ra, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn giữ nguyên lịch trình kế hoạch tuần này, có thể sẽ tiếp tục chơi golf. Và ngay sau đó, ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump tối ngày 17 tháng 9 năm 2024 đã xuất hiện lần đầu trước công chúng. CNN đưa tin, ông Trump vào tối ngày 17 tháng 9 năm 2024 theo giờ Mỹ đã có mặt tại một sự kiện vận động tranh cử được tổ chức ở thành phố Flint thuộc bang Michigan trong tiếng vỗ tay của hàng nghìn người ủng hộ. Dọc lối vào nơi diễn ra sự kiện, ban tổ chức đã cho lắp đặt các hàng rào thép cũng như là điều động nhiều nhân viên an ninh. Trong bài phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ, ông Trump đã nhắc tới các cuộc điện đàm của bản thân với Tổng thống Mỹ Joe Biden và ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris ở thời điểm sau khi vụ ám sát hụt xảy ra. Đồng thời nói rằng cả ông Biden và bà Harris rất tốt với ông. Ông Trump phát biểu, Tổng thống Biden hôm 16 tháng 9 năm 2024 đã gọi điện cho tôi. Đó là một cuộc điện đàm tốt đẹp. Tôi cảm kích khi ông Biden gọi điện để nói về những gì xảy ra trong vụ ám sát hụt. Trước đó, tôi cũng nhận được cuộc gọi tốt lành từ bà Harris. Cựu Tổng thống Mỹ sau đó ca ngợi những gì mà cơ quan mật vụ Mỹ đã làm khi cố ngăn chặn vụ ám sát. Cơ quan mật vụ Mỹ đã làm rất tốt khi ngăn chặn vụ ám sát ở bang Florida. Tôi dành lời khen ngợi cho các nhân viên mật vụ đã phát hiện và ngăn chặn nghi phạm thực hiện hành động ám sát.
Trước đó, một nỗ lực ám sát nhằm vào ông Trump đã xảy ra trên sân golf ở West Palm Beach, cách không xa dinh thự Mar-a-Lago lúc 14 giờ chiều ngày 15 tháng 9 năm 2024. Nghi phạm thực hiện vụ ám sát tên là Ryan Doe, 58 tuổi, từng là người ủng hộ ông Trump trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Khi ứng viên Tổng thống Donald Trump còn đang bận bịu vận động tranh cử để thu hút cử tri sau vụ ám sát bất thành lần hai, thì cấp phó của ông Trump là ông Jd Vance đã tung ra cách tiếp cận tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine nếu ông Donald Trump đắc cử Tổng thống. Chính sách này được cho là đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với chính sách của chính quyền Tổng thống Biden đương nhiệm. Chia sẻ trong chương trình The Southern Show gần đây, Thượng nghị sĩ Ohio Jd Vance, đồng thời là ứng cử viên phó tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa, đã tiết lộ cách tiếp cận tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Kế hoạch có thể bao gồm việc thiết lập một khu phi quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Khu vực phi quân sự sẽ được tăng cường phòng thủ nghiêm ngặt để Nga không tái tấn công. Ông Vance không nêu rõ quốc gia hay tổ chức nào sẽ kiểm soát khu phi quân sự, nhưng ông cho biết ranh giới phân định hiện tại sẽ vẫn được giữ nguyên, nghĩa là Ukraine sẽ mất các phần lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát. Thượng nghị sĩ Vance cho biết để đạt hòa bình, độc lập và chủ quyền, Ukraine sẽ buộc phải đảm bảo sự trung lập, đồng nghĩa với việc Kyiv sẽ không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hoặc các thể chế đồng minh tương tự. Ông Vance cũng chỉ trích rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ném tiền qua cửa sổ với hy vọng Ukraine đạt được chiến thắng quân sự, ngay cả khi người Ukraine cho rằng họ không làm được. Do đó, chính sách của ông Donald Trump phải mạnh mẽ nhưng cũng phải thông minh, đó chính là đàm phán. Theo ông Vance, việc tái thiết Ukraine sẽ phải được viện trợ chủ yếu bởi Đức và các nước Liên minh châu Âu-EU. The Washington Post vào ngày 12 tháng 9 năm 2024 cho biết bình luận từ phó tướng của ông Trump là kế hoạch rõ ràng và mới nhất cho cuộc chiến được Đảng Cộng Hòa Mỹ đề xuất cho đến nay. Cách tiếp cận này sẽ đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với chính sách của chính quyền Tổng thống Biden khi tập trung phối hợp với các đồng minh nhằm cung cấp hỗ trợ quân sự và viện trợ khác để giúp Ukraine đối phó với Nga. Trước đó, cựu Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố rằng nếu đắc cử, ông sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ. Có thể thấy trước đó, việc chọn Jd Vance làm phó tướng khiến cho nhiều đồng minh Đảng Cộng Hòa cảm thấy không an tâm. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, ông Vance đang làm khá tốt nhiệm vụ của mình. Trong tương lai, nếu có viễn cảnh cựu Tổng thống tái đắc cử lần hai, bộ đôi Trump-Vance liệu có thể thay đổi tương lai của nước Mỹ hay không? Theo AFP, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump vào ngày 16 tháng 9 năm 2024 cho rằng phát ngôn của đối thủ Kamala Harris và Tổng thống Joe Biden là nguồn cơn dẫn đến vụ mưu sát thứ hai nhắm vào ông. Trao đổi với kênh Fox News Digital về người đàn ông bị bắt sau khi ẩn nấp cùng một khẩu súng trường ở rìa sân golf nơi ông Trump đang chơi hôm 15 tháng 9 năm 2024, cựu Tổng thống Mỹ nói: "Hắn tin vào lời lẽ hùng biện của ông Biden và bà Harris và đã hành động theo. Chính phát ngôn của họ đã khiến tôi bị bắn." Phản ứng về phát ngôn trên của ông Trump, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 16 tháng 9 năm 2024 đã nhắc lại lập trường phản đối bạo lực chính trị. Phát biểu tại thành phố Philadelphia, Tổng thống Biden nêu rõ: "Tôi luôn lên án bạo lực chính trị, tôi sẽ luôn làm như vậy", đồng thời cho rằng cử tri Mỹ phải giải quyết những bất đồng một cách hòa bình tại hòm phiếu, chứ không phải là ở họng súng. Liên quan đến vụ việc, cùng ngày 16 tháng 9 năm 2024, nghi phạm mưu sát ông Trump là Ryan Wesley Doe, 58 tuổi, đã phải hầu tòa với cáo buộc sở hữu súng bị xóa số seri với mục đích gây án. Nghi phạm nhiều khả năng sẽ đối mặt thêm các cáo buộc nghiêm trọng hơn trong quá trình cảnh sát tiếp tục điều tra và các công tố viên xúc tiến việc truy tố. Trước đó cùng ngày, đội ngũ tranh cử của ông Trump cho biết nhiều phát súng đã được bắn về phía ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa khi ông đang chơi golf tại sân của mình ở West Palm Beach, bang Florida, song may mắn là ông vẫn an toàn. Nghi phạm Ryan Wesley Doe sau đó đã bị bắt giữ. Có thể thấy là sức nóng của cuộc bầu cử Mỹ 2024 đã được tăng lên gấp bội sau những ồn ào về phát ngôn của Donald Trump.
Tuy nhiên, một điều đáng chú ý hơn cả là khi ông Trump tuyên bố không đầu hàng sau hai vụ thảm kịch ám sát vừa qua, đây cũng được xem là một lời khẳng định về khả năng bất khả chiến bại của ông trong cuộc bầu cử. Ông Trump, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, mới đây lại tiếp tục bị ám sát hụt tại câu lạc bộ golf quốc tế Trump ở West Palm Beach, bang Florida. Không có sách lược nào hướng dẫn cách đối phó với một nỗ lực ám sát khác nhằm vào ứng cử viên Tổng thống của một đảng lớn trong vòng vài tuần trước cuộc bầu cử. Tuy nhiên, đó chính là tình hình mà các chiến dịch đối thủ đang phải đối mặt sau những gì có vẻ như là sự nỗ lực thứ hai nhằm hạ bệ ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump trong diễn biến mới nhất của mùa bầu cử chính trị đang thách thức tiền lệ và làm nổi bật sự phân cực sâu sắc của quốc gia. Việc những sự cố như vậy xảy ra cho thấy là tình trạng bạo lực ngầm đang là bóng đen liên tục trở nên trầm trọng hơn do sự dễ dàng tiếp cận vũ khí. Cả hai ứng cử viên hiện đang phát biểu trước đám đông ngoài trời từ phía sau màn hình chống đạn. Giờ đây sẽ có những lo ngại mới rằng một giai đoạn giông bão kéo dài đến ngày bầu cử có thể đưa đất nước đi xa hơn vào con đường đen tối. Sau nhiều thập kỷ không có vụ ám sát nào nhằm vào một quan chức cấp cao của nhánh hành pháp, một thực tế ám ảnh đã được tái hiện trong năm nay. Những người ứng cử vào chức vụ cao nhất có khả năng sẽ phải đánh đổi mạng sống của mình. Người bạn đồng hành của Phó Tổng thống Kamala Harris là Thống đốc Minnesota Tim Walz và Tổng thống Joe Biden đều nhanh chóng bày tỏ sự nhẹ nhõm khi một người bị tình nghi có kế hoạch nhắm vào ông Trump tại một trong những sân golf của ông ở Florida đã bị phát hiện trước khi anh ta có thể thực hiện cú đánh và cựu Tổng thống đã an toàn. Bà Harris cho biết bà đã được thông báo về vụ việc và đã viết trên mạng xã hội: "Tôi mừng là ông ấy an toàn, bạo lực không có chỗ ở nước Mỹ." Có thể thô lỗ khi xem xét những hậu quả ngay sau một nỗ lực ám sát rõ ràng, nhưng mọi thứ ở Mỹ đều bị chính trị hóa chỉ trong vài phút, đặc biệt là khi chỉ còn 50 ngày nữa là đến cuộc bầu cử. Ông Trump, người chỉ vài giây sau khi sống sót trong vụ ám sát đầu tiên gần hơn nhiều ở Butler, Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, đã đứng dậy và hô vang: "Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu." Nhanh chóng công bố một email gây quỹ vào chiều Chủ nhật với nội dung: "Tôi an toàn và khỏe mạnh." Ông Trump viết trong mail có liên kết đến một trang web cho phép những người ủng hộ quyên góp: "Không gì có thể làm tôi chậm lại, tôi sẽ không bao giờ đầu hàng." Và một trong những đồng minh hàng đầu của cựu Tổng thống, dân biểu New York Elise Stefanik đã đưa ra một tuyên bố nhắc lại ý tưởng của ông Trump được Chúa cứu thoát. Đây là chủ đề thường xuyên tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa. Chủ tịch Hội nghị của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện cho rằng sau những gì đã xảy ra, đất nước hiện có nhiệm vụ bầu ông Trump. Bà nói, rất may, Chúa vẫn tiếp tục dõi theo Tổng thống Trump. Là người Mỹ, chúng ta phải đoàn kết ủng hộ ông vào tháng 11 năm 2024 để bảo vệ nền Cộng hòa của chúng ta và mang lại hòa bình cho thế giới. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, sau khi đến thăm cựu Tổng thống tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông, cũng cho rằng ông Trump đã được hưởng lợi từ sự can thiệp của Thần Thánh và đã đưa vào câu chuyện rằng ông Trump là bất khả chiến bại. Mike Johnson nói không có nhà lãnh đạo nào trong lịch sử Hoa Kỳ phải chịu nhiều cuộc tấn công hơn và vẫn mạnh mẽ và kiên cường như vậy. Ông ấy là bất khả chiến bại. Cảm giác ông Trump được Chúa bảo vệ đã thúc đẩy cảm giác của những người ủng hộ ông tại đại hội Milwaukee rằng ông đã được định sẵn là người chiến thắng. Tuy nhiên, những giả định như vậy đã bị dập tắt khi ông Biden gác lại nỗ lực tái tranh cử của mình, cho phép bà Harris nhảy vào và thay đổi cuộc đua vào Nhà Trắng. Người đàn ông bị bắt giữ trong vụ ám sát bất thành đã bị mật vụ Mỹ phát hiện trước cựu Tổng thống với khoảng cách không xa, ngay tại câu lạc bộ golf quốc tế Trump ở West Palm Beach, Florida. Stefanik hỏi, làm sao một sát thủ lại được phép tiếp cận gần Tổng thống Trump như vậy một lần nữa? Bà viết, vẫn chưa có câu trả lời cho vụ ám sát kinh hoàng ở Pennsylvania và chúng tôi hy vọng sẽ có lời giải thích rõ ràng về những gì đã xảy ra hôm nay ở Florida. Việc đảng viên Cộng hòa New York đặt câu hỏi về cơ quan mật vụ có thể báo trước một cuộc tranh luận trong những ngày tới về mức độ bảo vệ cựu Tổng thống, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra ở Butler. Ông Trump đã ám chỉ mà không có bằng chứng rằng chính quyền Tổng thống Biden và bà Harris đã đồng lõa trong vụ ám sát ở Pennsylvania vì ông ta tuyên bố họ đã sử dụng bộ tư pháp để chống lại ông ta. Nhưng tất cả các vấn đề hình sự của ông Trump đều được tiến hành thông qua lệnh thông thường tại tòa án và không có bằng chứng nào cho thấy Nhà Trắng có liên quan theo bất kỳ cách nào. Nỗ lực ám sát thứ hai diễn ra trong bối cảnh của một chiến dịch hỗn loạn đã thách thức các quy ước và dự đoán.
Lần đầu tiên kể từ năm 1968, một tổng thống đương nhiệm đã kết thúc chiến dịch tái tranh cử của mình trong vòng vài tháng sau cuộc bầu cử, miễn cưỡng nhường chỗ cho phó tổng thống của mình, người có cơ hội trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên và là tổng tư lệnh Nam Á. Ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa là một tội phạm bị kết án, người đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự về nỗ lực chưa từng có của mình để duy trì quyền lực sau khi thua cuộc bầu cử trước. Nếu trở lại Nhà Trắng, ông Trump sẽ là Tổng thống thứ hai thua cuộc tái tranh cử để giành được nhiệm kỳ thứ hai không liên tiếp. Những hành động của cựu Tổng thống trong những ngày tới sẽ được theo dõi chặt chẽ. Sau vụ ám sát đầu tiên, cựu Tổng thống đã kêu gọi đất nước đoàn kết. Nhưng lời cam kết của ông không kéo dài được lâu hơn 1/3 đầu tiên của bài phát biểu tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa. Ông Trump cũng đã nhiều lần phớt lờ lời khuyên của những người Cộng hòa cấp cao và nhóm vận động tranh cử của ông về việc bám sát vào lập luận sắc bén, xúc tích chống lại bà Harris. Họ muốn ông tập trung vào vai trò của bà trong chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Biden vào thời điểm cử tri vẫn đang vật lộn với giá cả cao mặc dù tỷ lệ lạm phát đã giảm. Vì vậy, ngay cả khi các trợ lý của ông khuyên ông đổi mới chủ đề đoàn kết quốc gia thì cũng không có gì đảm bảo ông Trump sẽ lắng nghe hoặc là cân nhắc vì lợi ích chính trị của mình. Một nỗ lực rõ ràng khác nhằm vào mạng sống của ông có thể có một số tác động cá nhân đối với cựu Tổng thống. Trong những ngày sau khi bị thương nghiêm trọng ở Pennsylvania, khi một viên đạn sượt qua tay, ông Trump có vẻ đã được răn đe. Gần đây, ông đã cảnh báo các đối thủ chính trị của mình rằng ông sẽ dùng luật pháp chống lại họ và giam giữ họ nếu ông coi cuộc bầu cử là gian lận. Và ông đã tăng gấp đôi những tuyên bố vô căn cứ của mình rằng cuộc bầu cử gần đây nhất đã bị đánh cắp. Ngay sau sự cố hôm Chủ nhật, trọng tâm của hầu hết những người phản đối ông Trump là duy trì sự bình tĩnh trong thời điểm bất ổn. Không có lý do chính đáng nào trong một nền dân chủ để cố gắng làm im lặng bất kỳ nhân vật chính trị nào bằng bạo lực. Ví dụ, vào đầu tuần này, cựu Tổng thống và người bạn đồng hành của ông là Thượng nghị sĩ Ohio Sidney Vance đã làm gia tăng căng thẳng chính trị. Cả hai ứng viên Đảng Cộng hòa đều nhấn mạnh những tuyên bố vô căn cứ rằng người tị nạn Haiti ở Springfield, Ohio đã ăn trộm và ăn thịt thú cưng. Những người phản đối ông Trump đã cảnh báo rằng sự kích động phân biệt chủng tộc liên tục của ông đang gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Trong một cuộc phỏng vấn gây tranh cãi trên chương trình State of the Union của CNN vào Chủ nhật, ông Vance khẳng định rằng những tuyên bố về người di cư Haiti, những người đang ở Hoa Kỳ hợp pháp, đã được xác thực bởi các khiếu nại từ một số cử tri của ông. Và thay vì lùi bước trước câu chuyện, bất chấp lời khai từ nhiều quan chức địa phương rằng tin đồn không có thật, ông Vance tức giận lên án những gợi ý rằng các mối đe dọa đánh bom gần đây đối với thành phố có liên quan gì đến ông và ông Trump khi leo thang các khiếu nại. Ông nói với Dan Abbas, thị trấn này đã phải chịu đựng khủng khiếp dưới vấn đề này theo các chính sách của bà Kamala Harris. Nhưng Thống đốc Đảng Cộng hòa Mike DeWine khi được hỏi trên ABC vào Chủ nhật rằng liệu ông có thấy bất kỳ bằng chứng nào về tin đồn ăn thịt thú cưng hay không, ông đã trả lời, không, hoàn toàn không. Thống đốc Ohio nói thêm rằng những người di cư Haiti, những người mà ông Trump đã đe dọa trục xuất về Venezuela vào thứ Sáu, đang ở trong nước một cách hợp pháp. Trong những trường hợp bình thường, một nỗ lực ám sát rõ ràng nhằm vào một ứng cử viên tổng thống có thể được kỳ vọng sẽ tạo ra một làn sóng đồng cảm có thể chuyển thành một sự thúc đẩy chính trị. Nhưng sự cố suýt xảy ra gần đây nhất đối với ông Trump xảy ra vào một thời điểm cuộc đua với bà Harris đang diễn ra rất căng thẳng. Trong khi cả hai ứng cử viên đang tranh giành có lẽ là vài trăm nghìn cử tri có thể di chuyển ở các tiểu bang dao động, thì không rõ còn bao nhiêu chỗ cho những nhận thức thay đổi về ông Trump. Người đã là một nhân vật gây chia rẽ kể từ khi ông ra mắt chiến dịch toàn quốc đầu tiên vào năm 2015. Cựu Tổng thống chắc chắn sẽ sử dụng các sự kiện mới nhất để củng cố tuyên bố vô căn cứ của mình rằng ông là nạn nhân của sự đàn áp nhằm ngăn ông nắm quyền. Nhưng vẫn còn quá sớm để nói liệu nỗ lực ám sát thứ hai có tác động chính trị lớn hơn lần đầu tiên hay không. Cuối cùng, cử tri sẽ phải là người giải quyết mùa vận động tranh cử khó lường và nguy hiểm này. Có thể thấy ở thời điểm nước rút của cuộc bầu cử, ông Trump vẫn liên tục gặp những kiếp nạn oái oăm, đơn cử như là thua thảm hại bà Harris trong cuộc chạm trán nảy lửa tuần vừa rồi, hay là việc tài sản liên tục giảm một cách chóng mặt, và vừa đây là vụ suýt bước chân vào cửa tử lần thứ hai. Tuy nhiên, những khó khăn đó chẳng thể nào cản bước được Donald Trump khi ông lấy nó làm bàn đạp cho những chiêu trò gây khó dễ với đối thủ. Không biết sau sự việc ám sát chấn động toàn thế giới này, ông Trump sẽ còn làm gì tiếp theo, cứ mãi chạy theo những chiêu trò công kích cá nhân hay lợi dụng sự kiện này làm chỗ dựa để chứng minh sức bền của mình.